Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ là bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 28 tháng 8. Thì trong ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có hai quyết định cách ly để phòng chống dịch Covid-19. Đầu tiên là tại Ba Tri thì cách ly để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Thủy, thì theo đó là tổ chức cách ly vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Ba Tri như sau. Khu vực tổ chức cách ly gồm 5 ấp: Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thành, Tân An, Tân Phước, xã Tân Thủy, cụ thể là vị trí hướng đông giáp xã Bảo Thuận, hướng tây giáp Tân Định, xã Tân Thủy và xã An Hòa Tây, hướng nam giáp xã An Thủy, hướng bắc giáp xã Vĩnh Hòa, diện tích là 1.543 ha, số hộ là 2.141 hộ và có tổng số là 5.860 nhân khẩu. Thì thời gian cách ly là từ 0 giờ ngày 27 tháng 8 đến 0 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021. Và tiếp theo chính là tại Châu Thành, cách ly toàn bộ ấp An Phú, xã An Khánh để phòng dịch Covid-19. Thì theo đó là tổ chức cách ly vùng có dịch Covid-19 trên toàn bộ ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, cụ thể như sau: vị trí hướng đông giáp xã Tân Thạch, hướng tây giáp Rạch và ấp An Mỹ, xã An Khánh, hướng nam giáp quốc lộ 57B, hướng bắc giáp sông Tiền. Thì diện tích là 121 ha, có số hộ dân là 574 hộ và tổng số 1.726 nhân khẩu. Thì thời gian cách ly từ 5 giờ chiều ngày 25 tháng 8 đến 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9. Và thông tin tiếp theo là liên quan đến vaccine Việt Nam. Thì ngày mai, ngày 29 tháng 8 sẽ họp xem xét cấp phép cho vaccine Nanocovax. Thì vaccine Nanocovax là một cái vaccine Covid-19 của Việt Nam do công ty Nanogen nghiên cứu và phát triển. Thì đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên 13.000 người. Mục đích của giai đoạn này là tiếp tục đánh giá tính an toàn, sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vaccine. Thì giai đoạn 3 chia thành hai phần nhỏ gồm 3A, thử nghiệm trên 1.000 người nhằm đánh giá khả năng sinh miễn dịch của vaccine. Theo tỷ lệ cứ 6 người tiêm vaccine thì sẽ có 1 người tiêm giả dược. 3B là thử nghiệm trên 12.000 người, tỷ lệ là cứ 2 người tiêm vaccine thì sẽ có 1 người tiêm giả dược. Báo cáo kết quả giai đoạn 3A đã được nhóm nghiên cứu trình Bộ Y tế, còn nhóm thử nghiệm 3B đang được theo dõi và lấy mẫu, chưa có báo cáo. Tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo CDC Bến Tre, thì tính từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 28 tháng 8, Bến Tre không có ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Thì Bến Tre hiện nay có 1.705 ca mắc Covid-19 và hôm nay ghi nhận thêm một ca tử vong tại thành phố. Thì Bến Tre hôm nay đã có 41 ca đã tử vong. Thì Bến Tre hôm nay cũng ghi nhận thêm 27 ca đã ra viện và có tổng số ca là 1.154 ca đã ra viện. Tính từ chiều ngày hôm qua, 6 giờ chiều ngày hôm qua ngày 27 đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 28 tháng 8, Bến Tre có 24 ca mắc Covid-19 mới. Mình cũng thông tin nhanh về ca tử vong số 41 là sinh năm 1967, có địa chỉ tại xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhập viện ban đầu ngày 6 tháng 8, tử vong ngày 27 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, tổn thương thận cấp, tăng coli máu, đái tháo đường type 2, béo phì. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.